Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình Ở Thời mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là mua cái thẻ cào của cửa hàng CH Play Và cách để chúng ta có thể là nạp tiền vào cái cửa hàng CH Play này bằng ứng dụng là Zalo Pay nhé mọi người nhé Để chúng ta có thể là gia hạn chơi game này, xem phim này hoặc là đăng ký những cái gói ví dụ như là Youtube Premium nhé mọi người nhé Ở trên cái cửa hàng CH Play này thì chúng ta hoàn toàn có thể là liên kết được tất cả các loại ví điện tử này hoặc là thẻ visa nhưng mà khi mà các bạn liên kết vào cái cửa hàng CH Play này mà nhà chúng ta có gia đình chúng ta có trẻ con đấy thì rất dễ dẫn đến các bạn sẽ bị mất tiền oan ở trên cái cửa hàng CH Play đó khi chúng vào chơi game nhé mọi người nhé thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là mua thẻ cào Google Play bằng ứng dụng Zalo Pay để chúng ta có thể là quản lý được thanh toán ở trên Google Play nhé mọi người nhé tránh cái trường hợp chúng ta bị mất tiền oan rồi ok đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng Zalo Bay cho mình. Hiện tại thì mình cũng có video hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tạo cái tài khoản Zalo Pay này, cách liên kết ngân hàng vào Zalo Pay này và cách để chúng ta có thể nạp tiền vào thì mình để tất cả những cái video đó ở dưới phần mô tả của video này. Mọi người có thể kích vào và tham khảo nhé mọi người nhé. Sau khi các bạn truy cập vào ứng dụng Zalo Pay của các bạn rồi thì các bạn sẽ chọn cho mình đến cái phần là xem tất cả này nhé mọi người nhé, hoặc là cái phần tất cả này. Rồi lúc này các bạn sẽ kéo xuống, các bạn sẽ tìm cho mình đến cái mục là giải trí nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ tìm đến cái phần là giải trí và cộng đồng nhé. Thì nó sẽ có cái phần là mã thẻ Google Play, thì các bạn sẽ chọn vào cho mình. Rồi ở đây thì có phần là mua mã thẻ Google Play đã ra mắt này. À, nó sẽ có cái phần hướng dẫn thì mình sẽ tắt đi nhé mọi người nhé. Lúc này nó sẽ hiện ra cho chúng ta là những cái mệnh giá để chúng ta cần mua Nó sẽ có mệnh giá từ 30.000 này đến 3 triệu nhé mọi người nhé Ở đây thì mình sẽ chọn mệnh giá là 30.000 Sau đó mình sẽ kích vào phần là mua ngay nhé Rồi lúc này các bạn có thể là nhìn thấy Nó sẽ ra cái phần là xác nhận giao dịch cho chúng ta Chúng ta có thể là chọn cái nguồn tiền để chúng ta giao dịch nhé Hiện tại là cái ví Zalo Pay của mình đã đủ 30.000 để mình thanh toán Vậy nên mình sẽ không chọn những cái phương thức khác là thanh toán qua ngân hàng nhé Ở đây thì mình sẽ chọn trực tiếp là ví Zalo Pay luôn Mình sẽ kích vào phần là xác nhận này rồi lúc này các bạn quét vân tay hoặc là Fake ID để chúng ta xác nhận nhé Ở đây thì mình sẽ kích vào phần nhập mật khẩu để mình nhập mật khẩu thanh toán của ví Zalo của mình nhé Rồi Chúng ta chờ xử lý giao dịch một lúc nhé mọi người nhé Đó vậy là mình đã mua thành công rồi nhé mọi người nhé Và lúc này các bạn có thể là nhìn thấy Là cái mã thẻ Google của mình Thì chúng ta có thể là kích vào phần là sao chép ngay nhé Rồi mình sẽ kích vào phần là sao chép mã thẻ nhé rồi mình đã sao chép thành công Bây giờ mình sẽ thoát ra bên ngoài nhé Chúng ta sẽ truy cập vào cái cửa hàng CH Play cho mình Rồi đây các bạn sẽ chọn vào cái tài khoản của các bạn nhé rồi mình sẽ chọn đến cái phần là thanh toán và gói thuê bao. Rồi mình sẽ chọn vào phần là phương thức thanh toán nhé. Hoặc là chọn vào phần là sử dụng mã luôn. Ở đây thì mình sẽ kích vào phần là phương thức thanh toán cho mọi người xem nhé. Rồi hiện tại thì các bạn có thể là nhìn thấy là cái số dư ở trên cái Google Play của mình là đang là còn 7.368 đồng nhé mọi người nhé. Và ở đây cũng có rất nhiều cái phương thức của mình, mình đã thêm vào đây. Ví dụ như các bạn không muốn thêm những phương thức này thì chúng ta sẽ nạp thẻ ở Google Play và Google Play nhé mọi người nhé rồi và mình sẽ kích đến cái phần là đổi mã này lúc này các bạn sẽ dùng cái điện thoại của các bạn quét mã quà tặng được nhé hoặc là như vừa lấy mình sao chép mã thì mình sẽ dán mã vào đây nhé rồi mình sẽ kích vào phần là đổi phần thưởng này Lúc này nó sẽ có cái thông báo là xác nhận tài khoản, bạn sắp nạp 30.000 vào cái tài khoản Gmail của các bạn. Thì mình sẽ kích vào phần là xác nhận nhé. Đó nó sẽ có cái thông báo chúng ta là bạn đã sử dụng thành công nhá Đã thêm 30.000 này Số dư của bạn là 37.368 đồng nhá Mình sẽ kích vào phần đã hiểu này Rồi chúng ta sẽ đợi loát lại một lúc nhé mọi người nhá Hiện tại thì cái mạng của mình đang là mạng 3G Nó hơi kém một chút Rồi mình sẽ vuốt lên trên nhá Hiện tại là cái số dư ở trên Google Play của mình Đã được cộng rồi nhá mọi người nhá Ok thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là mua cái mã thẻ Google Play trên ứng dụng Zalo Bay. và cách để chúng ta có thể là nạp cái mã thẻ đó đổi cái mã thẻ đó vào cái cửa hàng CH Play luôn nhé mọi người nhé Ok thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và út cho mình một like và đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình